Chợ Bến Bình Đông nổi tiếng ở cái điểm là trên bến dưới thuyền, và cái phương pháp đi lại giữa hai bên, từ thuyền lên bến và từ bến xuống thuyền, đó là qua những cây cầu khỉ trong trên mà chúng ta thấy ở đây. Anh Hiếu, một người buôn bán ở đây từ Bến Tre, sẽ chỉ cho chúng ta cách nào để đi qua cây cầu khỉ một cách an toàn. Anh Hiếu nói sơ sơ một đôi chút về làm sao để có thể đi qua được anh. Nếu đi qua cầu khỉ, mình phải chú tâm vào cây cầu mình đi, mình không có nhúc nhích, mình chỉ chú ý vào cây cầu mình đi cho ngay bước sẵn, rồi sẽ đi qua được, không lắc. Làm sao để không lắc thưa anh? Không lắc, mình đi mình chú ý vào cây cầu, mình bước chân cho nó đều. Mình đi mình không có bước chân cho nó đều, cho nó ngay. Đừng có bỏ qua bỏ lại là cái cầu nó lắc mình sẽ té, nếu mà mình đi cho nó ngay. Đó là về mặt lý thuyết, làm sao cho cái cầu không lắc thì chúng ta sẽ đi qua an toàn. Bây giờ cái quan trọng là phải thực hành làm sao cho an toàn. Mời anh. Anh Hiếu đã đi qua một cách an toàn. Bây giờ đến phiên chúng tôi sẽ thử. Xin mời. Như vậy là đã đi qua được một cách rất an toàn ngang qua cây cầu khỉ. Cái độ lắc ở phía giữa là cái độ lắc cao nhất. Do vậy nếu mà có đi thì tới giữa là phải có thể gọi là nín thở thì nó sẽ an toàn hơn, phải không anh? Đúng, đúng. Mình đi tới nhịp giữa nó nhúng thì mình phải cẩn thận, cái bước chân mình phải cho đều. Xin cảm ơn anh rất nhiều để đã chỉ cho cái phương pháp đi qua cây cầu khỉ như thế. Bạn Khoa đã vừa mới hoàn thành sứ mạng đi qua cây cầu, thấy có cảm giác như thế nào? Lúc đầu thì rất là run, nhưng mà khi mà bước được rất là đều chân thì cảm giác run sợ thì nó vẫn còn, nhưng mà khi mà đi qua nơi xong thì cảm giác nó rất là lạ. Cái kỹ thuật của Khoa là khi mà đi qua dùng cái kỹ thuật như thế nào? Thì giống như những gì mà anh Hiếu kia nói thì mình chỉ có việc là bước vào chính giữa cây cầu để làm sao mà cho cây cầu nó không lắc và không được rung, cứ bước đều thì chúng ta sẽ đi qua được cây cầu này.